tủ lạnh bằng đất sét không cần dùng điện cho người dân nghèo ở Ấn Độ. Vào năm 2001, người sáng lập công ty gốm sứ Mithikul, ông Mansukh Pai Prajapati, nhận thấy rất nhiều người dân Ấn Độ không có đủ khả năng để sở hữu một chiếc tủ lạnh chạy bằng điện. Quá trình sản xuất tủ lạnh cũng giống như cách làm nhiều loại đồ gốm thông thường khác, nhưng cơ chế làm mát đặc biệt của nó lại nằm ở thùng chứa 181 nước ở mặt trên của tủ lạnh, hoàn toàn không cần dùng điện và thân thiện với môi trường. Khi nhiệt độ bên ngoài nóng lên, nước bay hơi, làm mát lớp đất sét khiến nhiệt độ bên trong tủ lạnh giảm xuống và luôn mát hơn bên ngoài 8 độ C. Tủ lạnh bằng đất sét của ông có thể đảm bảo duy trì chất lượng thực phẩm trong suốt một tuần. Giá của chúng cũng tương đối rẻ, chỉ 50 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với các loại tủ lạnh phổ biến trên thị trường hiện nay. Thật tuyệt vời, phát minh này hay quá, ước gì Việt Nam của mình cũng có được tủ lạnh này. Tại sao những sản phẩm tốt mà không gây ảnh hưởng đến môi trường, không ai biết tới vậy? Tủ lạnh này giúp ích rất nhiều cho người dân Ấn Độ, giá cả lại rẻ nữa nhưng không biết độ bền như thế nào nhỉ? Tính đến nay, doanh số bán ra của Mithikul là khoảng 230 chiếc tủ lạnh mỗi tháng, hầu hết cho người dân nghèo ở Ấn Độ, Kenya và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và cũng nhờ sản phẩm này mà công ty của ông vẫn có thể tồn tại và tiếp tục phát triển, tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động trong vùng. Các bạn nghĩ sao về chiếc tủ lạnh không cần dùng điện này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.